có rủ no ăn không? Có rủ no ăn không? À, nó tới Oscar tòa đó, là cò tư đó. Nay nữa là tròn một năm tới nước, đưa đổ đây để đây, đây tròn một năm tới nước. Lấy cái đũa này đưa cái sườn này xuống. Bẹp. Thôi cái này được rồi, nó ngoáng vậy mà. Lại vác xuống tới nước cho một năm nha các bạn. Mới đó mà tròn một năm rồi. Hôm nay là gió trời nó mưa á, bông cà nó trổ sơ sơ ra vậy rồi. Nếu mà bây giờ mình không tưới nước vô á, thì nó sẽ tím hết bông nha, và sẽ bị mất mùa nha. Bông nó là nở trầm độ to như thế này nè. Đó. Trời ơi, Tây Nguyên mình hiện tại rất là lạnh nha. Mình về mà lạnh, thấy cảm lạnh rất là lạnh. Đó, cũng là địa điểm quen thuộc này. Cái gì? Đó, mà nhà hàng xóm bên cạnh người ta cũng nổ xe tưới nha. Cá nuôi năm rồi chắc giờ cũng to lắm rồi đó. Ở đây túi này, túi đang ra bông nè. Tối quá. Đó, còn cái bơ đó cũng đang ra bông, cái bơ quen thuộc mà đợt mình có clip mình đi hái bơ á. Thế năm nay nhanh không? Hả? Thế năm nay nhanh không? Má đó mà tới nước rồi đó. Mà ngoá còn tới giờ này tới nước. À, bây giờ coi em ăn út nhà mình nha, quăng xuống nha. Đó hả? Vô hết cất chưa? Rồi. Bên đây mùng 2 Tết nha bạn nha, thì mùng 6 thì bên mình sẽ cấy. À, mà cái đây là mình ươm gieo mạ là thằng lúng này. Cái nào cấy thì sẽ nhổ nó ra và đi cắm này. Đó, bây giờ ông đang quăng cái motor nó xuống cái rổ đó nha. Cái rổ đó để mình lọc rác nha các bạn. Ủa, hình như rớt luôn cái motor ra rồi hả? Rồi, cái đổ nó mất luôn rồi.
này được rồi đó. Trời, khá là lạnh. Đây, chắc là kia rồi. Nghe được rồi. Kệ nó, đừng có đụng vô nó được. Nó kêu quán rồi chứ. Kệ, lắp sao đó. Mát lạnh quá. Kéo lên chút nữa. Rồi. Về mở cho rồi. Đó, bông cà nó ra rất to, nhưng mà tại mấy hôm nay nó mưa, mà nó mưa sương các bạn, nên bây giờ mình nếu mà mình tưới thì nó sẽ bị thối bông hết, mất mùa đó. Thấy rồi. Tải không? Rẹt. Để hết cả đi. Đâu, vô đi. Rồi đó, vậy được. Vô đó. Hả? Có hai con lên coi thôi. Đó, lên rồi. Ngày tiếng nữa, đó, nước ra đó. Tái không vậy, bún tái không? Bún tới đó vậy? À, có con cây hả? Hơi cây hả? Cái bao sao chạc vậy? Nó không có đớ hả? Bốn nước tới không? Có bét khó không biết gì? Trời, có cá đâu bét. Tao này tưới nước nha bạn. Này mới mùng 2 Tết rồi à, lộ dây tưới nước à. Đây là cái bể pháo hoa bữa mình có đốt này, mấy quả đốt cháy đen thui.
tay được mà, cầm vô đây nè, sợ nó nắng hơn, sợ nó nổ ra cái nó dính tay đó, nóng. Có xe tiêu, á có xe cài. Đây có xe tiêu hả? Đây có xe tiêu hả? Đây là hả? À xe cài hả? Ấy trời, nước nước nó bánh liền. Giờ đang gánh vô cái bát cho nó quay á. Trời cô quá. Gòn nó con. Ướt quá. Đó, có cái bếp nó đang tưới nước à, mình gắn ống dây vô bếp để nó quay. Được, thì dùng công suất lại quá lạnh. Trời thì nóng vậy nhưng mà nó lạnh lắm vậy bạn. Đó, cây cà bông rồi nó đổ, nó nở rộ này, mà sương buổi sáng mà sương rất là nhiều. Sương nó ướt, bây giờ tới giờ này cũng gần 9 giờ đó mà nó vẫn chưa ấy mà. Nên là phải tưới, chứ không tưới là cái bông, mấy bông này mai mốt tương lai nó tím á, tại nó không ra được, nó không nở được á, nó tím hết. Bút nó ra rất to rồi. Xuống mình coi hồ thử cạn ra, nếu cạn hôm nay mà tưới nước mà cạn thì bắt cá nha các bạn. Cạn không? Thôi bye bye các bạn nha, clip mình tạm dừng lại tại đây nha các bạn. Mình sẽ quay hoạt động của nguyên mình á. Đó, thì đang ngày mùng 2 Tết mà, tại mưa nó rơi làm cà nó sợ nó trổ không nổi nữa, nên phải đi tưới nha các bạn. Thôi bye bye các bạn nha. Bye bye. Quay thêm, thấy không? Lao nhiều nước. Hả? Nhìn ra được coi.